Rồi, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ chỉ mấy anh em mới vào nghề cái cách mà xì can hành lên trên da người mà chỉ có một mình thôi. Thì ở đây trước tiên thì đây bạn khách này là mình đã canh chỉnh rồi và mình kẻ hốc đường rất là ok rồi. Đó thì mình làm dấu trước khi mà mình xì can lên. Thì cái hình này nè, nó là vị trí mà mặt thẳng. Thì mình nên cố gắng làm sao mình kẻ một cái đường thật là thẳng để cho khi mà scan cái hình này lên á thì nó không có bị lệch. Đó thì ở đây mình cũng chuẩn bị sẵn hết, mình đo hết và mình kẻ ra những cái vạch để cho mà nó chính xác nhất có thể. Tại vì các bạn biết sao không? Tại cái hình này là hình trực diện, mà nếu mà như các bạn mà ken mình lệch một cái là giữa cái răng cái miệng thì nó sai một cái bên rúng rồi nè, là nhìn nó rất là kỳ đó. Thì ken hình thì có rất là nhiều loại. Thì ở đây mình ken á là mình ken bằng giấy giấy khổ A4 của mình, có máy in ra là mình in thẳng luôn chứ mình không có sử dụng mà giấy than đó. Còn anh em nào mà sử dụng mấy giấy than thì anh em sử dụng, còn mình thì mình quen cách như thế này rồi. Rồi thì đầu tiên á thì mình sẽ có một cái thước chuẩn như vậy, rồi mình đo, rồi bây giờ mình đo lại cho anh em xem thôi. Đó thì đầu tiên mình làm như vậy. Đó, mình đây nè, mình dán lên như vậy. Đây là cách thức một mình làm, còn nếu mà nhiều người làm thì nó dễ. Còn ở đây mình đang chỉ là mình anh em mà một, nếu mà có một mình. Rồi ok. Rồi xong mình thay nước kem lên thôi, vừa đủ thôi. Còn nước kem anh em xài loại nào thì xài. Ở đây mình xài riêng nước kem của mình thôi. Nếu video này nó có dài thì anh em xem hết nước kem này. Tùy theo loại nước kem cho anh em thôi, anh em hãy xài quen nước kem nào thì anh em xài quen nước kem đó. Chung là cái khâu chuẩn bị mà scan hình lên cho da cho khách hàng thì nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà mình kem mà xấu thì đồng nghĩa với mình lát nữa mình xăm sẽ xấu. Còn mình cái khâu mà chuẩn bị lúc này nè, mình cái scan lên nó đẹp lắm thì lát nữa mình xăm nó đẹp hơn. Tại vì mình cái khâu chuẩn bị mình đã tốt rồi thì khâu mà hoàn thiện mình vô nó sẽ ok hơn. Ở đây mình chỉ cho mấy anh em nào mới vào nghề thôi, chứ còn làm nghề này thì ai cũng biết hết. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần này đã vô, nhưng mà phải canh trên canh dưới các bạn.
cố gắng cẩn thận một tí. Đây mình làm dấu rồi thì mình xài cái loại này thì cái giấy than này thì nó hơi khó hơn là cái giấy ken kia. Ken lụa thì các bạn chỉ cần mà áp vô chỗ nào là dính cho đó, còn mình thì không quen, mình thích xài cái này hơn. Nói chung là mỗi người làm cái nào quen thì nó dễ hơn thôi. Quan trọng là cái phần chính các bạn. Kéo xuống từ từ coi cái phần nào mà nó có chưa dính thì mình áp lại, vừa kéo là vừa kiểm tra. Quan trọng là phần chính thôi, còn phần phụ thì lát mình cứ thấy vẽ là được mà. Thank you.
cẩn thận, chậm chậm, nó nhanh quá. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là ngay chính giữa, ngay tim, ngay tâm luôn, nó không có bị hư gì hết. Đó, còn cái phần trên thì lát nữa mình ken lại thôi. Nó rồi, ok, thank you các bạn, hãy